Thưa quý vị, hôm qua thì lãnh đạo Cảng vụ hàng không Việt Nam tại sân bay Liên Khương Đà Lạt đã ra quyết định xử phạt một người đàn ông 25 tuổi sinh sống ở Hà Nội với mức phạt là 2 triệu đồng vì hành vi không tuân thủ theo hướng dẫn chỉ đảm bảo an toàn hàng. Phương Thảo xin được phép đọc lại đó chính là vụ việc được xảy ra ở lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam tại sân bay Liên Khương Đà Lạt khi đã quyết định xử phạt một người đàn ông 25 tuổi sinh sống ở Hà Nội 2 triệu đồng vì hành vi không theo sự hướng dẫn về đảm bảo an toàn hàng không của tổ chức bay. Theo đó, vào 12 giờ 40 ngày 9 tháng 7, chuyến bay BL212 của hãng hàng không Jetstar Pacific có lộ trình từ Đà Lạt đi Hà Nội. Sau khi hành khách lên máy bay, tiếp viên hướng dẫn quy định an toàn, nhất là đối với những người ngồi gần cửa thoát hiểm. Tuy nhiên, khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì người đàn ông tên L đã tự ý mở nắp đậy cầm tay an toàn ở cửa thoát hiểm số 2. Và rất may là hệ thống cảnh báo phát sáng và tiếp viên kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Hành động của nam hành khách này đã khiến cho chuyến bay đã bị chậm 40 phút so với giờ khởi hành và ngay sau đó lực lượng an ninh đã triệu tập nam hành khách trên để làm rõ vụ việc và Cảng vụ hàng không miền Nam tại sân bay Liên Khương đã ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với nam hành khách vì tự ý mở cửa thoát hiểm.